Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Bữa nay làm chuyến đi câu dạo nữa bạn ơi. Hôm nay đi câu dạo toàn bể đầu không à. Câu vòng vòng nhà thì ngon, mà tại gần nhà mình dí mỗi ngày nên có cá. Này làm chuyến nữa coi sao. Nãy giờ chạy dài dài trong khu vực nông trường nè, kiếm điểm. Thấy con ngã tư nè, ghé vô câu thử coi có con gì không. Nãy giờ lạng lạng trong đây thấy nhiều, cũng nhiều anh em câu cá đó. Đây ngoài đó có con bến nữa, hồi neo neo cho mấy trụ cầu thử coi có con gì bự bự núp núp trong đó không. Đó, giờ ra cần chuẩn bị chiến đấu rồi bạn ơi. Nước chảy hơi mạnh này nha. Nước này câu chì phải siêu to mới chịu nổi, chì nhỏ nhỏ là nó trôi lúc luôn, chảy quá chảy. Hy vọng bữa nay sẽ câu được nhiều cá nha bạn. Giờ chuẩn bị ra cần xuống mồi thôi. Đây mồi màng bữa nay đây đủ thế loại luôn, cần bánh mì cám của ông Hoa Đen nè, còn nữa bịch nè, bánh lá dừa nữa, chì vọng kéo dao đồ gọng cá đủ thứ loại đồ nghề luôn, bánh mì. Rồi giờ ra cần chiến thôi, trúng mánh luôn bạn ơi. Mới xuống có cây cần mà ông trời làm quá trời rồi, mịt mù sương gió chân này, tình hình có vẻ căng. Ừ, dữ lắm rồi. Hy vọng là không mưa, mà chắc không mưa không nổi rồi. Hồi sáng lúc chuẩn bị đi là nhà mưa rồi đó, tính không đi rồi, cái thấy trời tạnh tạnh thôi giọt bậy nữa. Giờ giọt ở đây, giờ đây xì lì mịt mù sương gió nữa kìa. Thôi kệ, ra xe đeo mưa mặt chơi luôn, lỡ rồi bệnh gì cứ chơi đi, tới đâu tới. Mưa xiềng, mưa gừng ơi, mưa gừng. Cá móng không biết sao cái thấy là mắc mưa chắc rồi đó. Chưa có cá điện nhận hoài luôn. Ê ê ê ê ê ê ê, thằng xanh nó mới giật cái á. Nghĩ sao điện cho tôi mà hỏi chạy không biết tâm. Phải không ta? Thằng xanh hồi nãy mình xuống cục lăng xê á, trong cái rảnh chơi, nghe đồn trong này có rảnh dữ lắm. Mới giật cái bưng cái chắc xảy rồi. Ơi. Ừ, ai nhắc gì ta? Chị nhắc má anh đó. Để nghe mở hỏi cha ăn mứt mứt nè. Mứt gì? Mứt á. Ăn mứt, mứt, mứt. Mứt, ôi, mứt, mứt. Con xanh nó mới ghĩa anh cái. Cha mất câu cá rồi. Tới luôn hả bạn ơi, làm sao mà đỡ được. Quá rồi, chưa dính con cá nào chân. Lần nào vô đây cũng vậy, giờ hình như chiến rồi cũng vậy, vô đây mà chưa có dính con cá nào chân là mưa, mà mưa xong dính cá nhiều rồi. Tới luôn, tới luôn.
em cá đầu tiên simini luôn. Nãy điểm kia thất bại bạn ơi, giờ chua điểm mới nè, mới chọi cục mồi xuống dính con à, nhỏ quá. Bắt con khác bự hơn. Đấy, im. Cắm lát cái lưng không vậy giờ. Có cá là vui rồi. Có cá nhỏ chứ có cá bự. Dính cá rồi bạn ơi. Đó, đó. Con gì bự. Dính không kéo đi dính không á. Sảy rồi. Nó lại đi chỗ nào không thấy ụt chân. Bữa nay lạc trôi vô giữa gừng mía luôn bạn ơi, bao la luôn đó. Giờ mới lần đầu tiên mình vô đây mình câu cá luôn. Chạy dài tại thấy chỗ nào ngon ngon ghé cũng dứt. Điểm này điểm thứ hai, máy xuống cần được con cá rảnh nhỏ nhỏ à. Có mấy kinh này cũng đã quá nè ha. Mưa bữa nay thôi gồi luôn, sáng giờ dứt mấy đám mưa rồi đó. Sáng giờ tính ra mắc mưa nhiều hơn là câu dính cá. Chắc này đóng đô ở đây quánh trận này coi có cá không. Thấy giống mưa tới nữa quá. Không phải, gió. Mình đi xa xa rồi mà không biết điểm khó câu lắm bạn ơi. Phải xong nhà mình biết điểm chỗ nào có cá, không có cá nước nào nó ăn được. Còn đi xa xa này là khu dạng là hên xui không à. Không phải gió. Không phải gió hả? Không phải gió thì mưa. Y có con cá ở bên sông bự quá kìa. Y hình như mưa thiệt. Tới nữa rồi bạn ơi. Mưa tới nữa rồi bạn ơi. Bữa nay đi câu không coi ngày rồi. Quá xa mà xa. Dính cầm vô giùm em, dính rồi chảy luôn cái gì rồi. Móc bọc luôn cái gì rồi. Còn nhỏ ê, hình như còn nè. Em gu luôn à.
sảy luôn. Vô một khúc luôn. Sảy rồi. Ủa quá. Quíu 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 sảy. Đó đó đó. Mày. Cậu gỗ. Dịch luôn rồi. Cái rảnh này mini không à bạn ơi. Không ổn rồi. Còn là cá chiên giòn không à. Bạn cá đang ngộ vàng cháy à. Vàng tư à, làm như bị khoảng vàng vậy. Kỳ cũng vàng. Kiếm cá bự bị lớn gì nó mới chịu. Có cá bự nữa bạn ơi. Con cá trong đây nó vàng cháy à. Đó thiệt chứ. Cá của mình nó trắng, con cá ở đây vàng tươi à. Cái đầu nó cũng vàng, mà cái kỳ nó cũng vàng, mà cái mình nó cũng vàng. Cái gọng nghe. Đây, thành quả đầu tiên sau hai con cá thả. Vàng tươi à, mà cái kỳ nó trắng à. Ngồi nhìn đã à. Bởi trong đây, trong khu nông trường nước nó phèn nhiều quá. Cá nó bị nhiễm phèn lên nó vàng. Bọc bọc luôn rồi. Rồi. Hai chân cái gọng cái. Vô bạn ơi. Đi câu phải có cá đem về mới được. Có cá đem về ta cười chết. Một con đầu tiên. Mới kéo cái cần xanh lên thay mồi. Dính con cá mini nữa nè bạn ơi. Cá này cũng chiên giòn được là 3 ngón rồi. Mà đường xa mình bắt nó về tới chiều nó sình. Thả nó đi. 3 con nha. Nãy giờ 4 con bắt được con con, thả 3 con rồi. Cá đó mình bắt mình để tới chiều, gọng nó chiều cái nó chết về tới nhà nó sình chứ. Bắt mấy con bự thôi. Đó đó đó, cần nhỏ nữa rồi. Cá nhỏ nó khoái cần nhỏ quá trời ta. Mới tăng tăng nè. Vì sao mà cái đợt quíu 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 cá mới bự. Có cá nhỏ hay nào không có cá bự à. Hôm nay mình test mấy chùm lăng xê của mình mới hổ mình tóm rồi bạn ơi. Đây. Lăng xê nhà tóm luôn. Đó. 6 lưỡi nha. Có móc xốp nè. Này mình đi câu lăng xê. Câu rảnh chơi. Thấy dính cũng dữ quá đó. Nãy giờ dính cá nhỏ cá bự gì dính láng vậy. Ý vậy cái gì phải không ta. Tự nhiên gì quýu cái hết hồn ta. Kéo quá, kéo đi.
Ê, dính 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 quỷ đen đó, đó 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 lụm 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 ê dính luôn rồi kìa. Ê, dính 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 vào đó kìa, dính 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 rồi, dính rồi, dính rồi, giật giật nó đi, giật được không? Ê, có lý đó. Nhỏ hơn bạn ơi. Hai cần hai con. Con này bự nè, được nè. Vô. Thằng này cũng được luôn. Vậy dữ bạn. Hai chú. Tranh thủ xuống cục màu rồi các bạn ơi. Cục màu nắng rồi. Con cục bột hả? Con cục à. Em, tới giờ cá ăn rồi. Thời tới rồi. Hai em nữa bạn ơi. Hai em này lụm được rồi. Bạn ơi, dắt này cá bắt đầu bự rồi nè, có lý mặt nút à, trắng tươi chị quýu 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 luôn chơi đâu. Rồi một chú nữa gắn bào mớ về cao trả dầu hú qua coi ông gà cũng thèm thèm lăn xe. Dắt này mình chơi nắng bi luôn, cá ăn lẹ dính. Ê, dính này kìa, dính này kìa, dính này kìa. Ê, bự à, bự à. Bèo, 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 bèo. Phải vậy mới được nè. Ui, ui, nó đã bạn ơi, chưa kịp nắng mồi nữa. Mới dính con kia xong trọi cục mồi xuống. Dính nữa chưa nắng cục mồi nữa. Quá xa đã. Ê, cái gì nữa vậy? Dính luôn đi. Ô, nó bự. Cái này kho lạc thì hết sảy. Đấy, chuyện xô giùm em. Không kịp nắng mồi luôn các bạn ơi. Quá, cá tới giờ nó ăn là nó gối địa hình vậy đó. Tranh thủ nắng cục mồi xuống đi ha, gọng cá quá đã, dính kéo bự kéo phê. Cái gì đi câu cái rảnh này sướng lắm, tới lúc mà nó chịu ăn gầu cái là gối địa hình như nó luôn, làm lúp xúp luôn, dễ nhảy xuống được. Lên rồi muốn nhảy xuống đâu phải dễ. Rồi mình bóp bờ bi vậy nè, có cá nó ăn á, bóp bi nó dính nó lẹ. Còn lúc nào cá nó chậm mình hả, dắt vô cái lưỡi vô trong cái cục luôn. Ê, chỗ nãy coi. Cá bự nó ăn nó kéo một cần cũng đã, quýu 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 quýu. Quay vô dạng cháy luôn. Làm cái bánh lá dừa cho bạn ơi, chống đói. Nãy chạy đi thấy cái bán rồi ghé mua, nóng hổi luôn, mới ra lò luôn. Nhưng đậu quất cái bánh này hay gì chứ no tới chèo luôn, ăn nếp nó vô lình xình dữ lắm.
Thôi vô mở bạn nha. Mình lụm à. Đục bánh luôn rồi. Nhập thành công à. Không có chi không mậu vô hèn chi. Anh đừng nhắc không. Kéo một cái. Lại. Cấm được thì cần má ơi. Ôi. Rồi sáng giờ ngồi nhắc thôi, trong mày không có cái chim. Quá giả rồi. Tính đâu dữ lắm rồi. Kéo một cái. Đây cần giúp luôn trời. Đã. Được không? Em. Gói gì hình dân luôn rồi. Sướng. Cá nó thấy mình ăn bánh nó tranh thủ chụp một mồi giọt. Dễ thì làm lại bạn. Chụp chạy đã trời, công dút thì cần luôn. Sướng. Ê, con dục quá kìa. Nó dính luôn hay gì kìa. Anh ta. Phải rồi. Ồ. Tính bự dữ lắm rồi. Tự nhiên là một cái. Sướng thiệt chứ. Vô mày. Chạy đi đâu. Bắt được con chim hàng xóm. Ký lô rồi đó. Rồi tiếp tục bạn ơi. Tiếp tục làm gì vậy. Hai mồi cần đó cái đi. Tiếp tục ăn bánh bạn ơi. Ê, nữa kìa. Nữa hả? Ngộ trời. Chó, đừng dục nữa hết rồi nghe. Dính lên, dính. Phải không? Rồi, xảy luôn rồi. Trời ơi, mới dục xuống mà. Hết mọi rồi. Chùa cái bánh ra đi. Hồi mình dục xuống mình ngồi mình ăn cho cá nó ăn. Ngậm cái bánh vô một hỏng là cá nó ăn là ngộ thiệt chứ. Nắng xe này mình nắng cái bi này nó hơi lâu hơn chùm nho. Đã tới 6 lữ đập nho, nho 4. Mà nắng này thì nó lẹ. Xuống nó ăn liền à. Nãy giờ bắt đầu dí ăn cần đen này không à. Cần xanh, cần nhỏ gì vậy nghĩ ăn chân này. Dí ăn cây một à. Rảnh hai chồng đi câu chơi. Cái chú hồi nãy ngồi nặng. À, chú nãy ngồi nặng. Chắc này điểm đỡ điểm. Chú đi câu đài. Nãy từ đầu ngoài chạy vô đây thấy công câu cá nhóc chứ. Vô đây bào cái rảnh thì ngon. Ăn đi con. Rồi im. Bánh tép. Cá măng nữa là tới luôn á, từ dữ luôn á. Dậu. Lâu lắm đâu mới ăn là cái bánh đá dừa bạn. Ngon. Cái phần đang đói luôn.
đường trong đây vắng mà xe cũng đông ghê mà. Xe chạy ra chứ vô, ra vô, ra vô hoài. Cái này cá nghĩ ăn là hết linh nè. Cũng chiều rồi đó. Gắn đeo đeo kiếm vài con bự bự nữa gì à. Từ đây chạy về nhà cũng cỡ cỡ tiếng đồng hồ. Thành quả nay hai chồng mình đi câu nữa bạn ơi. 2, 4, 6 con cá. Câu nguyên một ngày trời luôn. Nói ngày chứ không tới ngày. Lúc đi là 11 giờ. Giác này cũng 5 giờ. Hơn một buổi. Tính ra cũng hết ngày còn gì nữa. Được con cá chim. Con cá dảnh này bự bự. Lại mới cái dảnh lớ lứa. Còn mấy con nhỏ thả. Giờ mà chiên giòn luôn bạn ơi. Nãy dứt mấy đám mưa cho này nhạt mũi luôn à. Cá chim mềm đúc à. Cá này mình chiên nó cũng béo lắm. Cá chim sông béo ngấy luôn. Không găng nè. Ghê không? Con này là ăn đúng sướng luôn nè. Chụp quýu cừng. Giật mình. Tính đầu dữ lắm mà. Tạm ổn. 2, 4, 6 con này cũng kilo. Có con này bự. Cái dảnh này ngon. Hơi ốm. Ông gà đi câu dạo không có cá bự gì chứ. Vòng vòng bánh nhà gì mà ngon. Báo cá chiều nay. Bữa nay trời mưa lạnh quá. Giấc này mình cho mấy con cá lên chảo sưởi ấm luôn bạn ơi. Ba con này thì mình để dãy mình chiên giòn. Còn thằng hai mấy con này thì mình khứa nè. Đó. Tại mình khoái ăn để dãy à. Còn này mẹ mình vợ mình thì khứa vậy đó, đừng có xương. Cá chim mình cũng khứa luôn. Khứa sát tay vậy đó. Mấy cái xương chữ y nó đứt rồi nữa mình ăn dễ. Còn mình thì khoái để dãy à. Để dãy chiên giòn nó mới béo. Dãy ngon. Quá đã. Chảo cá này cũng hoành trắng, không có chơi đâu. Bày cá đi dạo. Đụng độ Vận Nguyễn và cái kết lên chảo. Tính ra trời bữa nay mưa dữ rồi chứ. Đi đúng ngày luôn. Mưa từ sáng tới chiều luôn. Dắt này mưa ầm ầm luôn á. Thua. Mai mốt vô phục thù tiếp. Dễ gì chịu thua được. Có mai có cái điểm đầu tiên mình ghé chỗ cái ngã ba đó. Cái điểm mình giới thiệu clip đó. Điểm nó có cá cha bự hí ghê luôn. Còn nó 3-4 kg lên ụt đùng 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 hoài. Mà chỗ đó nước chảy với lại ghe cái xuồng ra vô hoài à. Khó câu quá. Cái đó mà ở gần nó đeo bắt con cá là sướng luôn. Ụt lên nguyên mình trắng phơi luôn. Chìm trồng quay nhìn thấy cưng ha. Mở không luôn, nó ngấy luôn. Còn cái điểm mình câu cái rảnh này, điểm này không có cá cha, không thấy ụt. Có mấy điểm ngoài thấy ụt quá, mà cái cha trong đó giờ thành quỷ chứ. Khó câu lắm. Vàng tươi. Nhìn tô nước mắm gừng hấp dẫn chưa. Nãy giờ mới nghiên cứu làm được tô mắm gừng. Đây mình có cục gừng, nửa chai chanh, 2 muỗng đường, ít nước lạnh với ít nước mắm vô. Nêm nếm vừa ăn là đụm. Ngọt ngọt thơm thơm. Mặn mặn, cay cay. Thứ nào qua thứ này. Nay chơi hết bài luôn. Cái dảnh chiên giòn mắm gừng. Này là thuộc dạng là trang cuối luôn rồi đó bạn ơi. Tô mắm gừng nhìn hấp dẫn ha. Ăn mấy củ gừng này đã lắm. Giờ mưa lạnh lạnh này mà tán mấy miếng gừng này vô cái ấm bụng lắm. Trời nắng thì mình ăn nước mắm tỏi ớt, còn trời mưa thì mình chơi nước mắm rừng cho nó đúng thời tiết. Còn ha, quá đã. Vàng tươi luôn bạn ơi, dữ lắm, giòn luôn rồi. Con cá bự mình chiên mà nó quéo ra luôn rồi nè, thành cốm luôn rồi đó. Đó. Đây là dai giòn rồi, nhai rồi rụm rụm luôn á.
vị nó ăn cái đã. Đó, sôi kịnh kịnh luôn nè. Ngon. Đây mấy con cá của mình đây. Cá này chủ yếu ăn cái bộ dãy mới ngon các bạn ơi. Bộ dãy với cái đầu ha, bộ dãy này béo cực kỳ luôn. Đó. Tuyệt vời ở mặt trời. Và đây là con cá câu cuối cùng. Con cá chim. Hồ gỗ sôi nè. Mở vậy bạn, tưởng tượng cái da của nó giòn. Giòn như cốm luôn á nè. Hồ gỗ đã. Tuyệt vời, tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Đó, đây là tổng kết buổi thành quả cuối cùng của chuyến đi câu dạo hai chồng mình nè bạn ơi. Giờ bắt đầu mình hưởng thức thôi, mời bạn nha. Cá chim này ngon lắm, béo dữ lắm, béo luôn. Cái rảnh này ăn nhiều, cá chim chiên giòn là quá béo. Mỡ nó, cái bụng mỡ nè. Da giòn nè. Trang mắm gừng vô nè, trời mưa nè ha. Thôi rồi, bể bụng bầu. Rồi thôi, mình cũng xin kết thúc clip đây luôn bạn ơi. Giờ cơm cái đi, đói bụng dữ lắm rồi. Sớm giờ ăn có cái bánh lá dừa. Phải bánh dừa không? Ừ đúng rồi, bánh dừa. Đó. Chào bạn nha, gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nha.